Rồi, chào cô Kim. Hôm nay con sẽ gửi cô số tiền tổng cộng là 10 triệu của gia đình chú Lê Hoàng Anh ở Queensland, Úc. Bác bà con là Phật tử với nhau thì mình phải biết đem cái gọi là cái từ bi để mình chia sẻ giúp đỡ với nhau, làm đúng theo lời Phật dạy. Và đây là cũng là một trong những là cái câu khuyên nhủ để cho mọi người, nếu được thì mình nên làm đúng theo cái lý nhân quả, và nó là như vậy: chuyên tâm niệm Phật, nói thật lòng ta, niệm chánh bỏ tà là con đường sáng. Không gì buồn chán, nhận rõ vô thường, càng sống yêu thương đẹp đời đẹp đạo. Lòng đầy cao ngạo thì luôn làm khổ đời mình, dù sống quang vinh nhưng mà mọi người xa lánh. Xét về tâm tánh luôn tạo duyên lành, dứt bỏ vô tranh là lời Phật dạy. Rồi, cảm ơn chú, rất hay. Rồi, tuyệt vời. Bán đủ thứ rau củ quả, trái cây, thịt cá, quần áo. Rồi, cửa hàng bán thịt 8-6-10 Âu cơ. Bán thịt, bán giò chả, đến đây bán rau củ quả. Đây là các cái sạp phía bên trong của chợ Tân Phước đây các bạn. Sạp ở phía bên trong của chợ Tân Phước, các loại khô cá, các loại chuối, chè cũng đi bán rong luôn. Quần 10.000 một quần, quần áo con nít này, bán trái cây. Đây là bên phía này là nhà lồng trong chợ này các bạn, nhà lồng trong chợ. Mua bán chổi, quần áo, khoai lang, bánh, dưới luộc. Các bà các cô đi chợ đó. Chỗ này bán chè, các loại chè, tôm cua cá mực, trứng, bún. Đây nhỉ, chị này ngồi dễ thương nhỉ, chị ngồi luôn ở giữa đường cho mọi người đi qua mua cho nó tiện. Bán hàu những cái vị trí trống để mà giữ xe, hoặc là để mà làm cái thông tin, để làm cái nơi mà phòng cháy chữa cháy, thì như vậy cũng rất thông thoáng và tốt. Tính đến nay thì cái chợ này Dân Dương thấy là nó đã sạch sẽ, khang trang hơn rất là nhiều so với trước đây. Tuấn Dương xin chào quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Thưa các cô bác anh chị, Tuấn Dương đang có mặt trên đường Đội Cung. Đây là lối đi vào ngôi chợ chim xanh. Ngôi chợ chim xanh này có tên là chợ chim xanh bởi vì ngày xưa ở đầu ngõ nó có một cái trường mầm non. Trường mầm non này tên là chim xanh. Sau đó thì cái trường mầm non này được giải tỏa, thì nhưng mà họ vẫn giữ cái tên gọi là chợ chim xanh. Cái ngôi chợ này thì hàng hóa rất là tươi, phong phú, và các cô bác họ ở khu vực xung quanh này họ rất thích đi cái ngôi chợ chim xanh. Và nghe nói thì ngôi chợ này
có được khoảng gần 50 năm rồi nha các bạn. Ngày nay thì ngôi chợ này khá là sạch sẽ, đường thì họ trải lại thì phần bê tông nên đi lại lúc này thì khá là sạch sẽ và thông thoáng. Mặc dù nhiều khi nhiều tiểu thương nói rằng là tại sao mà có những cái chỗ mà không cho buôn bán, nhưng mà họ dùng bên ban quản lý họ để những các cái vị trí trống để làm những cái vị trí trống để mà giữ xe hoặc là để mà làm cái thông tin để làm cái nơi mà phòng cháy chữa cháy. Thì như vậy cũng rất thông thoáng và tốt. Tính đến nay thì cái chợ này Trần Dương thấy là nó đã sạch sẽ, khang trang hơn rất là nhiều so với trước đây. Đây vẫn đang là đường đội cung nha các bạn. Và tới ngoài này là cũng vẫn là đội cung. Đây góc này là có cái chùa, là chùa Phước Hòa. Buổi sáng thì các cô bác họ đi chợ, họ mua rau, mua những các cái thực phẩm như là tôm, cua, cá, rồi ăn sáng, rồi mua trái cây. Đây, những cái xe bán trái cây này, dừa, chuối, bán đồ ăn sáng, bún bò, bún riêu. Ra phía ngoài này thì các bạn thấy là cái sự đông đúc nó bắt đầu nó giảm đi, và chúng ta vẫn đang có mặt trên đường Đội Cung. Đi hết con đường Đội Cung này thì chúng ta sẽ gặp đường Bình Thới. Xíu nữa để đưa cô bác đến cái khu vực chợ Tân Phước. Đây đang là đường Bình Thới rồi. Trước mặt cô bác anh chị đang là giao lộ Âu Cơ cắt với Lê Đại Hành và đường Nguyễn Thị Nhỏ. Đây chúng ta sẽ ôm theo cái cua này để đi về phía khu chợ Tân Phước. Nay là sáng thứ bảy cuối tuần. Đây con đường Âu Cơ này đây các bạn. Đây các cái tiệm xe này là nước sâm Thạch Ký này, nước sâm Âu Cơ, sâm mát gan 24 vị, vịt quay, mật ong truyền thống, mật tiêu đen.
vịt 300 một con. Đây, cái này lối cái đi vào hẻm đây là hẻm 86. Lối đi vào đây là hẻm 86, có thể đi vào được cái khu chợ Tân Phước. Cuốn vịt nướng hẻm 86 chả lò cuốn. Rồi, được. Bên ngoài này họ bán chuối, chuối, trái cây. Cũng khá vắng người đi chợ các bạn ạ. Đây, một cái xe. Anh ấy chở than đi ra. Có những cái xe họ dừng để mua đồ. Hơi đông một chút. Đây, có hai nhánh. Dần dần sẽ quẹo phải trước. Đi ở đây xíu mình quay ra đi tiếp cái nhánh còn lại. Đó, bán gạo sạch Phát Đạt mua 10 kg có quà tặng. 10 kg này phải có cái giá cao cao một chút mới có quà tặng nhé. Từ đây Tuấn Dương sẽ quay xe để quẹo lại để những người họ chờ thân nhân đi chợ dừng xe được xa một chút. Đi hai người, một người chạy xe, còn một người thì chạy xe rồi đậu ở ngoài, còn một người thì vô mua. Khúc chợ Tân Phước này thì nó cũng nhỏ thôi các bạn ạ. Đây, mình sẽ quẹo phải. Đó. Bán đủ thứ, rau củ quả, trái cây, thịt cá, quần áo. Đó, cửa hàng bán thịt này, 86/10 Âu Cơ. Đó, bán thịt, bán giò chả. Bên đây bán rau củ quả. Đây là các cái sạp phía bên trong của chợ Tân Phước đây các bạn. Sạp ở phía bên trong của chợ Tân Phước, các loại khô cá. Các loại chuối. Đây, chè cũng đi bán rong luôn. Quần 10.000 một quần. Quần áo con nít. Bán trái cây. Đó, trái cây. Đây là bên phía này là nhà lồng trong chợ này các bạn. Nhà lồng trong chợ. Mua bán chổi, quần áo, khoai lang, bánh, dưới luộc. Các bà các cô đi chợ đó. Này bán chè, các loại chè, tôm, cua, cá, mực, trứng, bún. Đây nhỉ, chị này ngồi dễ thương nhỉ. Chị ngồi luôn ở giữa đường cho mọi người đi qua mua cho nó tiện. Bánh hào. Cái lối đi thì được người ta bày họ bày hàng hóa rồi ngồi mua bán. Tôm cua rất đông, bà con lựa khí thế luôn. Đó là cái khu đó bán rẻ.
những cái chỗ nào bán rẻ thì bà con thường họ xúm lại họ mua. Đó, chợ Việt Nam đó các bạn, họ ở vỉa hè đó. Đây anh này cười tươi lên anh, sao héo thế? À. Rồi ra tới đây mình sẽ đi cái hẻm 144 này để đi ra đường Âu Cơ. Các bác thấy bên cái hẻm này mà người ta cũng bán hàng rồi, các quán ăn, quán cà phê, hủ tiếu, xe nước mía, rau má, bún thịt nướng, gỗ ốp. Đây có một cái cơ sở mua thu mua da châu bò. Rồi, Dương sẽ đi về phía vòng xoay Âu Cơ. Đây có cái ngôi chùa này gọi là chùa Giác Xanh. Đây, đi đồ chút xíu. Đây là chùa, lối đi vào chùa Giác Xanh nhé các bạn. Ban trị sự chùa Giác Xanh số 103 đường Âu Cơ. Đây, họ cũng có để nơi để xe. Đây, các cái bức tượng Phật đó, nhìn cũng khá đẹp. Lối lên chánh điện. Rồi, chúng ta sẽ quay ra nhé. Lối đi vào chùa Giác Xanh số 103 đường Âu Cơ. Thì phía bên kia đường là quận Tân Bình, còn cái bên phải Tuấn Dương đang đi thì là quận 11 đây các bạn. Đây cái mặt trước của chợ Tân Phước. Các cái quán vịt quay, heo bò. Con đường Âu Cơ này thì họ dự kiến là sẽ mở rộng nữa nha các bạn. Đây, con đường sẽ quẹo vô hẻm này. Đây, các quán ăn. Trong hẻm này cô bác họ cũng buôn bán hủ tiếu sáng, hủ tiếu, bò kho. Đường thì họ cũng trải nhựa rồi. À, đây có một cái căn biệt thự số 49/8A đường Âu Cơ. Nhìn một cái căn biệt thự trông cũng khá là nguy nga và hoành tráng lệ. Ở Sài Gòn mà có được một cái khuôn viên như thế này thì cũng không phải dạng vừa đâu, mà là dạng rộng đó. Và cô này đi nhặt ve chai này, có người và cô này thì có một người chị cũng bị tâm thần. Hôm nay như không biết ai cho cái cái xe này kéo đi xanh xanh và những giấy lụn, giấy vụn, giấy lộn. Dương sẽ tạm dừng đây chút xíu. Đây, cô bác họ. Đây cái điểm này các cô bác đang chia cơm. Cô ạ, vâng, dạ. Dạ vâng, dạ. Xin chào cả nhà. Chào cô. Dạ. Dạ một thôi cô. Vâng.
Rồi, xin chào các cô. Dạ. Nhà mới mới gặp đó nha. Dạ, dạ. Con đi có một người hay hai người? Một ạ. Không ạ. À, đây các cô đang chia. Chào các cô ạ. Cho thêm kem đánh răng. Cửa lâu sấp, lốc xoáy. Đó hết rồi chị. Đó hết rồi, nó xì hơi hết. Rồi, xin chào. Chào người đẹp. Nhà còn tài không? Nè. Còn không? Chào ạ. Ờ, chào. Rồi. Về đi. Còn tài không? Để gội đầu cho sạch cho xinh gái. Cái này là rửa mặt cho sạch, không có mụn. Cô đi nhặt ve chai à? Có cưới Việt Kiều không? Dạ. Có cưới Việt Kiều không? Muốn lấy chồng Việt Kiều. Lấy chồng Việt Kiều không? Không. Lấy chồng Việt Kiều. Lấy chồng Việt Kiều là ai nuôi chị? Ai nuôi chị? Thì đi làm rồi gửi tiền nuôi chị. Lấy chồng Việt Kiều nhá. Việt Kiều Iran hay Iraq hay là Somali? Nói này là các tiểu Á Đông thống nhất, tại vì cái nước đó nó giàu lắm. Các tiểu lấy chồng Việt Kiều là các tiểu vương quốc Á Đông thống nhất. À, thế ạ. Nó lấy cỡ chừng phó vương của nước đó, phó vương thôi. Dạ. Đừng có là vua phải không? Đó phó vương. À, đây, những cái đồ uống rồi nhặt bỏ ra, giật rồi cô lấy. Rồi thôi, cô đi về đi. Rồi chào cô Kim, hôm nay con sẽ gửi cô số tiền tổng cộng là 10 triệu của gia đình chú Lê Hoàng Anh ở Queensland, Úc. Thì chú gửi là cái số tiền 8 triệu để nấu cơm, còn 2 triệu thì muốn là lì xì tặng cho những cái nhân viên phụ. Nhưng mà qua trao đổi với cô Kim thì trong cái thời gian tới đó là ngày 30 tháng 4 thì nhóm có tổ chức một cái chương trình là đi chơi ở Vũng Tàu để thắt chặt những các cái mối quan hệ của các cái thành viên trong nhóm. Thì thấy là trong nhóm đa số cũng là có nhiều cô chú thì lớn tuổi, bây giờ cái thu nhập thì cũng không có nhiều, nên là cái số tiền này thì lát xíu thì thôi mình cũng sẽ ra mình thông báo cho các thành viên ở trong nhóm được biết là có Mạnh Thường Quân gửi tặng 2 triệu thay vì lì xì mỗi người nhận 100 ngàn đó, thì có thể cái số tiền đó chúng ta sẽ gom lại để dành để thuê xe để mời các cái thành viên mà phụ đi chơi hoặc là ăn uống. Thì cái đó lát xíu mình sẽ thông báo sau. Vậy đây bây giờ cô đếm cái số tiền này đi. Đây là 8 triệu tiền chẵn là 8 triệu, còn con đã đổi ra 2 triệu tính là tặng mỗi người 200 ngàn, à tôi mỗi người 100 ngàn rồi đó. Đủ 10 triệu không cô? Dạ. Dạ thưa cô, cái số tiền này thì của gia đình chú Lê Hoàng Anh ở Queensland, Úc, để có gửi để nấu cơm và tặng các cái tình nguyện viên. Cô chào Tướng Dương, cơm Sài Gòn ngày nay. Chào gia đình của anh Lê Hoàng Anh. Lê Hoàng Anh đã hỗ trợ cho nhóm Từ Thiện Hoa đầu tiên, phát đầu tiên của Bình Thạch là 700 thùng cơm chay. Và qua cái anh cũng có thấy được cái sự mà cực khổ của các hội viên ở trong nhóm. Anh có cho mỗi một thành viên vậy là 100 ngàn. Thì cũng nói cho anh nghe, hồi nãy cũng có hỷ rồi, tại vì sắp tới đây là nhóm sẽ tổ chức cho các hội viên của mình. Đa số là ở đây những người lớn tuổi, người ta cũng nghèo, không có tiền. Thì người ta nhất trí là sẽ gửi cái số tiền này để cho bên nhóm Dịch Hóa Tha mình tổ chức cho các anh chị em đi chơi và cũng là lo về ăn uống. Thì qua đây cũng mong anh cũng đồng ý với cái tổ chức này. Dạ, vậy. Thì qua đây đại diện cho những cái bệnh nhân của bệnh viện Phạm Thạch
những cái hội viên ở trong nhóm Điện Thoại Hoa. Cảm ơn kênh Tướng Dương Sài Gòn Ngày Mai, cảm ơn gia đình của anh đã ủng hộ đóng góp cái suất cơm hôm nay, rất cảm ơn nhiều. Cũng mong là được sự hỗ trợ, nhiều cái hỗ trợ này cho kênh Tướng Dương và nhóm Từ Thiện Pháp Hoa. Cảm ơn gia đình. Dạ rồi, cảm ơn cô. Cái tiền bồi dưỡng đó không có đủ. Thật ra bây giờ hồi nãy thống nhất là để 30 tháng 4 mình sẽ dùng cái này, và nó nói chung không có đủ đâu, là để hỗ trợ phần ăn của mình, phần ăn mà đi Vũng Tàu 30 tháng 4. Hồi nãy mấy chị cũng đồng ý phải không? Được. Đồng ý không? Nếu mà đồng ý mình vỗ tay được. Có chú gia đình chú Lê Hoàng Anh ở Úc có gửi biếu mỗi cô lì xì các cô. Thì mỗi cô 100 ngàn, mỗi cô chú 100 ngàn. Nhưng mà theo như ý kiến của các cô chú đây là mình thống nhất, mình sẽ gom cái số tiền này lại để ngày 30 tháng 4 là các cô chú đi chơi. Thì mình có thể phụ thêm cái chi phí như là ăn uống hay là xe cộ gì đó thì do các cô chú trong nhóm quyết định. À, rồi con. Dạ. Nhân dịp lễ 30 tháng 4 thì nhóm Từ Thiện Hoa qua thấy cũng có cái số tiền này thì cảm ơn chú Hoàng Tuấn nhiều. Dạ. Nhưng mà tại vì nó cũng ít đổi thành ra thôi, để làm phần cơm để đi cho nhóm đi Vũng Tàu để mà. Vâng. Số tiền này của gia đình chú Lê Hoàng Anh ở Úc. Lê Hoàng Anh nhưng không phải Hoàng Tuấn ạ. Dạ. Cảm ơn chú Hoàng Anh nhiều. Dạ dạ. Rồi chúc các cô chú có một cái buổi đi chơi vui vẻ. Các thành viên nhóm đoàn kết. Dạ rồi, con cảm ơn. Dạ. Bây giờ thì ngày xưa lúc trước là cố bị xách tới xách lui, nhưng mà bây giờ thì có cái xe kéo rồi. Rồi, chào người đẹp. Ngày hôm nay thuê người mẫu, bà Kim thuê người mẫu tới đây. Nước suối này. Cơm. Đó. Các phần cơm chay đã làm xong rồi các bạn. Đó. Nước suối. Chúng tôi sẽ đi vô để gửi tiền cho bên cô Kim. Đây, các cô đang chia tiếp. Đây, đây. Đây, đậu hũ. Đây có bác hôm nay thì nấu cơm là cơm ngày hôm nay này. Đó, đây là canh bí này, cơm này, đây là trứng kho với đậu hũ, một mì bông này. Cũng cũng rất đơn giản. Đây, các cô bác, những cô bác nào cũng được. Rồi, thưa cô bác anh chị, thì bây giờ Tuấn Dương lại đang có mặt ở hẻm 19 đường Bình Thới. Hẻm 19 đường Bình Thới. Đây có một cái căn nhà này họ mới xây dựng xong và họ ghi là cho thuê chính chủ. Đó. Thì con hẻm 19 này cũng khá là rộng rãi, có thể đi được qua bên đường Lê Đại Hành. Thì Tuấn Dương đi vô cái con hẻm 19 này để đi qua nhà của anh Hiền và chị Ba để mình ghi lại một vài những các cái hoạt động trong hẻm này. Ngày xưa thì nhà chị Ba cũng ở đây, mà năm nay thấy tình hình bão tuyết ở Texas, rồi tình hình nói chung là Covid nên là không có thể về được Việt Nam. Thì đây số 19 xuyệt 130 xuyệt 13D. Wow. Nay đi vào cái hẻm này thấy đẹp quá ta.
Lâu thì không đi vào cái hẻm này mà đi vào lạc luôn này. Nuôi sào. Đây, trước có mấy căn nhà. Đó. Đây là 19/27. Bên đây còn một cái hẻm nữa. Bên này là 19/23C. Đó. Đây, cái khu hình như nhà, hình như là nhà này đấy. Đó. À thôi, không thấy ai ở nhà. Đây, bán hủ tiếu. Đây, 19/36. Vào chỗ này có cái nhà mới xây. 19/39. Đây, trong có con hẻm này cô bác người Hoa họ sinh sống cũng rất là nhiều. 19/40 đi cái hẻm này. Đây, Tuấn Dương sẽ đi vòng vòng đây để cô bác coi. Ở đây căn nhà ngày xưa lúc trước chị Ba về ở là đây, 19/45D. Đây có cái sân này, ngày xưa ngồi ăn tiệc ở đây này các bạn này. Bên này là 19/43K, đường Bình Thới, phường 11, quận 11. Đó, trước là ngồi ăn tiệc ở đây. Hẻm này, chạy tới chạy lui. Đây cũng có những cái con hẻm, đó cô bác nhìn này. Vào trong các cái hẻm này rất là yên tĩnh luôn. Dân đi tiếp. Đây là hẻm 411 đường Lê Đại Hành. Ở đây thì chúng ta có thể đi ra được đường Lê Đại Hành. Đây có hai ngã rẽ. Các bạn thấy những các cái khu mà họ bán, tức là ở trong hẻm ấy, thì có nhiều những các cái khúc mà họ bán đồ ăn, thức uống. Bên này là trường tiểu học Quyết Thắng. Ngày xưa đây là cư xá Lê Đại Hành, số 391 đường Lê Đại Hành. Ba cái đang tưới cây, trồng rau trước cửa, các cái loại rau má, rau thơm. Đó, một cái khoảnh vườn trước nhà. Đó, bên đây thì có chú cắt tóc vỉa hè. Đó, ngồi cắt tóc vỉa hè, chỉ một chiếc gương thôi là ngồi. Đây, đi vô cái hẻm này nữa. Đây thì nhiều hẻm mà nó cứ đường nó khá ngoằn ngoèo. Đây ngày xưa cái căn này là cũng một của một gia đình nào đây này. Tuấn Dương quên mất rồi này. Đây. 349/141B đường Lê Đại Hành. Ồ, ngoài này có cây hoa giấy đẹp quá. Ở đây là một cái biệt thự. Số 349/132 Lê Đại Hành. Các bạn thấy nhà họ làm rất đẹp, đều có gắn camera để quan sát, chống trộm, nhà lầu có khác. Đây, cái cây hoa giấy của bác nhìn đẹp không? Đó. Trời ơi, nhìn hoa giấy quá là tuyệt vời luôn. Đó. Cực đẹp. 349/130. Ở đây bên tường này họ cũng để những các cái hoa dừa nước, quá trời đẹp luôn. Nhìn nhà thì lụp sụp thôi nhưng mà họ cũng trang trí rất là ngon lành, cành đào. Tới đây là hẻm bê tông, cô bác thấy đường rất rộng nhé. Những cái nhà trong hẻm tính vậy mà ở rất là ngon. Ở ngon là vì sao? Vì là nó yên tĩnh hơn ở phía bên ngoài mặt tiền.
tường rào để họ vẽ những các cái bức tranh rất là đẹp. Đây chúng ta đi ra đường Lê Đại Hành, ở bên kia đường là trường đua Phú Thọ. Đây quẹo phải đây chúng ta sẽ đi vào đường Tôn Thất Hiệp. Đây đang là cái trục đường chính của quận 11. Đặc biệt, rất nhiều nữ sinh có thể vào đường Lê Đại Hành. Phía trước mặt ống kính của bác nhìn thấy là họ bán xe gắn máy cũ, bán xe các cái xe gắn máy mà đã qua sử dụng. Đây trước mặt của bác anh chị đang là giao lộ Lê Đại Hành cắt với đường Trần Quốc Toản cũ, nay là đường 3 tháng 2. Tuấn Dương sẽ đi băng qua cái giao lộ này hướng đi về phía chợ Thiếc. Cô bác ơi, đây là khu chợ Thiếc này. Đó. Ngày hôm nay thì cũng khá vắng. Đây là góc đường Tân Phước với phó cơ điều. Đó. Cái mặt tiền này là những các cái tiệm vàng khu vực chợ Thiếc. Đó. Những cái chú xe xích lô ngồi ở phía đằng trước này để đợi khách đi chợ. Khách đi chợ họ đi bộ đi ra thì sẽ ngồi trên cái chiếc xích lô này để đi về. Rồi Tuấn Dương sẽ đi tiếp một khúc nữa nhé. Đây sẽ quẹo phải đi vào đường Trần Quý, quay một góc cái cạnh bên chợ Thiếc. Ngày này thì nó cũng chỉ là ngày cuối tuần thôi, cũng không có bất cứ cái sự kiện gì nên là con đường này thì cái việc buôn bán nó cũng diễn ra hết sức là bình thường. Đây các bác xích lô đứng ở ngoài này để đợi khách. Đường đi thêm chút xíu này là cái khu bán lò than. Đó. Họ bán bếp lò. Rồi sẽ có một cái chương trình mà Tuấn Dương sẽ giúp đỡ những cái người đi buôn bán vé số. Hoặc là những cái người khuyết tật thì sang tuần thì Tuấn Dương sẽ làm một cái chương trình đó.
đây dị nhân vé số này đó, thì dị nhân này thì cũng đã được Tuấn Dương giúp đỡ cũng khá nhiều lần rồi đó. Dị nhân này thì mỗi một lần thì sẽ có người chở đi, sau đó thì cứ lết đi tới đi lui. Nói chung là thu nhập cũng rất cao nha các bạn, chứ không phải là thấp đâu. Dị nhân đang đi dùng cái que lết như một con sâu. Và một hôm nào đó thì Tuấn Dương sẽ thực hiện các cái chương trình này. Anh ấy đang bán một tờ vé số đó. Bây giờ thì mình phải đi phát cơm trước đã. Rồi, ta đi thôi. Anh này ấy thì hôm thì đi tới chợ Rạch Ông, nói chung là đi khắp nơi. Hôm thì đi chợ này, hôm đi chợ khác. Đây, Tuấn Dương sẽ quẹo phải đường Phó Cơ Điều. Được Tân Khai cắt với đường Phó Cơ Điều các bạn. Nguyễn Chí Thanh ngày xưa thì có tên là đường Trần Hoàng Quân. Bên tay phải là của cô bác anh chị, cái hướng camera này là bệnh viện Chợ Rẫy. Ngày hôm nay thì bệnh viện Chợ Rẫy cũng không đông như là những cái ngày từ thứ hai đến thứ sáu. Thứ bảy chủ nhật thì họ chỉ trực cấp cứu thôi các bạn ạ. Nên là chỉ những cái ca cấp cứu thì họ mới nhập viện mới, chứ còn ngày hôm nay thì không có khám bệnh, chỉ có những cái ca mà đang điều trị từ những hôm trước hoặc là bệnh nhân tạm trú thì họ còn ở trong bệnh viện thôi. Còn cái ngày mà khám bệnh đó là ngày từ thứ hai cho tới thứ sáu các bạn ạ. Bây giờ thì Tuấn Dương đang đi về phía giao lộ Nguyễn Chí Thanh cắt với đường Lý Thường Kiệt, ngày xưa là đường Nguyễn Văn Thoại. Còn xin phép được nhắc lại, Nguyễn Chí Thanh ngày xưa là tên là đường Trần Hoàng Quân. Ở ngay góc này có cái trường đại học y, bệnh viện đại học y dược cơ sở 2. Mọi người vào khám bệnh thì cũng phải khai báo y tế, rồi đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách và không có tụ tập đông người. Đi tới đây là nghe thấy mùi bia rồi các bạn ơi. Cái mùi men bia ở nhà máy bia Sài Gòn. Đó, các bạn nhìn thấy những cái kết vỏ phía đằng trước này, ở bên nhà máy bia Sài Gòn. Bên đây là quán bò nướng phố và hủ tiếu dê Tiến Nhân. Quán này thì Tuấn Dương đã vào ăn rồi, ngồi trên lầu ăn bẩn lắm nên là thực sự mình không dám quay lại lần thứ hai. Nói vậy không phải là dè biểu chê pha gì đâu, nhưng mà nhìn họ làm ăn mất vệ sinh nên là không dám bước vào lần thứ hai nữa.
đây trước cửa nhà máy bia đây các bạn, công ty bia Sài Gòn. À, công ty bia này thì bây giờ cái sở hữu lại thuộc về những cái người Thái Lan, họ nắm cái quyền chi phối. Đây chúng ta vẫn đang có mặt trên đường Nguyễn Chí Thanh. Đi vào đường Ngô Quyền. Thì, không biết ngày hôm nay thì bà con cô bác có ra để được xếp hàng hay không. Thì nghe nói là họ